Tổng chi phí cho các bạn có topic 3, 4, 5, 6 trở lên ấy, thì thường các bạn sẽ đi du học với Alpha trọn gói chỉ từ 38 triệu cho đến cao lắm là tầm khoảng 80 triệu thôi. Và nhiều bạn hỏi Thành là cái này khi trung tâm cho vay mượn liệu có cần phải cọc cái gì hay không, thì xin xác định các bạn là không có cọc một cái gì cả, cũng như không cần phải thế chấp sổ đỏ hay linh danh tinh gì cả. Và sau khi các bạn sang bên Hàn ấy, sau 6 tháng có thể hoàn trả lại Alpha, hoặc thậm chí một số bạn cảm giác lúc đấy gia đình khó khăn hay như nào đấy, các bạn sau 1 năm được, hay là các bạn tốt nghiệp xong ổn định các thứ bên Hàn được, khi đấy mới hoàn trả cho Alpha. Cái này chương trình Thành chỉ dành cho 100 bạn đầu tiên thôi, bởi vì hiện tại bây giờ tài chính của Thành chỉ được tầm đấy. Còn những bạn nào có topic 3, 4, 5, 6 sẵn rồi ấy, đi luôn được kỳ tháng 9 và kỳ tháng 3 mỗi năm. Còn bạn nào chưa có topic, các bạn có thể đến lò ôn luyện topic của Alpha ngay khu An Khang biệt thự ấy, chúng ta cùng học với nhau ở đấy 7 tháng. Thành vẫn luôn chờ đợi các bạn đến để chúng ta cùng gặp nhau Alpha. Và các bạn đừng có quên là Alpha vẫn luôn tuyển sinh lớp D4 cho kỳ tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12, và visa D2 kỳ tháng 3 và tháng 9 cho những bạn có topic rồi. Và hơn nữa, Alpha có đào tạo topic 3, 4, 5, 6, chi phí du học không đồng, Thành sẽ hỗ trợ các bạn mượn. Cái thứ ba là Alpha có hỗ trợ các bạn đào tạo về EVS, đi xuất khẩu lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Lưu ý, nếu ủng hộ Alpha.